Sau 20 ngày di chuyển xuyên Việt thì em về rất thoải mái như này, bởi một sản phẩm rất là hữu ích luôn mà nhiều bác gạc không để ý. Và cái sản phẩm này của chúng ta khi mà em đi xuyên Việt ấy, thì nhiều cung đường rất là khó đi và ngủ đi lâu, nhất là những cung đường ví dụ như là mình đi dài ngày ấy. Đó, đi dài thời gian mà trên những cung đường em đi ấy, thì nó đến nỗi mà 200 cây số chưa có chỗ nghỉ cơ. Xin chào các bác, đây chính là cái ghế lái và ghế phụ của con Nissan Navara mà em đi xuyên Việt thì mấy năm nay. Và hôm nay thì trong chuyến xuyên Việt đấy, em thấy rằng là thứ nhất là cái người lái thì cần cái độ mát lưng và mát mông, còn đối với người phụ thì cần một hệ thống massage. Thì bây hôm nay Phương Đông tôi sẽ làm một cái video về cái quy trình lắp đặt hai cái ghế này, và trong quá trình tháng 6 này nhà em đi xuyên Việt thì cũng sẽ trải nghiệm xem là nó hữu ích như nào. Và đây là cái thiết bị làm mát ghế cho con ghế lái. Ghế lái thì sẽ có hai cái phần tựa và phần mông. Thì đây thì sẽ có cái quạt này. Thông thường cái quạt mà chúng ta làm ở dưới này ấy, thì nó sẽ đặt đều những cái lỗ trên này, nó đều mà nó không bị dẹp. Chúng ta để cái quạt này ở phía dưới mà dẹp. Thứ hai nữa là cái những cái dòng mà quạt nó phía đầu này ấy, hay bị bẹt như này là hình như không mát. Và trong thiết bị này sẽ có cả một cái hộp mà hộp chia đây. Đây là cái hộp mà tăng cái tốc độ của quạt này ấy. Đó, và đây chính là cái gọi là ấm ghế. Thông thường thì cái này chúng ta dùng mùa đông. Phần tựa và phần ghế chúng ta đều có đây. Còn đối với massage thì chúng ta sẽ có một cái đệm hơi như thế này. Đây, đệm hơi này thì sẽ có 3 chức năng để nó đẩy cái hơi ra chúng ta, để cái phần lõm lưng nó không bị lõm nữa. Thiết bị này khá là cần thiết nhé. Và đây là cái mắt khí của nó. Đối với tựa trên này sẽ có cái điểm huyệt ấy, thì có 8 này. Ở dưới mông sẽ có 4 điểm huyệt này. Và thiết bị của nó đây, phần chia đây, chia hơi khí đây, rất là khỏe. Và gồm có bơm và một cái điều khiển này. Tất cả cái ống này đều là ống khí nhá. Và đây là massage ghế, đệm hơi ghế, thông gió ghế, nu nu. Sau 20 ngày di chuyển xuyên Việt thì em về rất thoải mái như này, bởi một sản phẩm rất là hữu ích luôn mà nhiều bác gạc không để ý. Đó chính là massage, với massage ghế và đệm hơi ghế. Bởi vì cái ghế chúng ta thông thường là nó bị lõm lưng này, rồi lưng của chúng ta ngồi nhiều nó bị tê mông tê đít đấy. Thì khi đó chúng ta sử dụng một cái sản phẩm mà đẩy cái điểm huyệt chúng ta thì cảm giác cái thoải mái hơn khi máu chúng ta lưu thông, đúng không ạ? Và cái sản phẩm này của chúng ta khi mà em đi xuyên Việt ấy, thì nhiều cung đường rất là khó đi và ngủ đi lâu, nhất là những cung đường ví dụ như là mình đi dài ngày ấy. Đó, đi dài thời gian mà trên những cung đường em đi ấy, thì nó đến nỗi mà 200 cây số chưa có chỗ nghỉ cơ. Và đây khi nào đây là sản phẩm của nó. Với sản phẩm này thì chúng ta thấy cái dưới mông là có 4 mắt túi khí, ở trên lưng là có 8 mắt túi khí, và nó chia ra thành 6 cấp độ đánh khác nhau, điểm đánh khác nhau, giống massage gia đình chúng ta đấy ạ. Nhưng mà cái đệm này đệm hơi cho nên nó rất là êm nhá. Và với cái đệm lưng của chúng ta nó sẽ có 3 chức năng là đẩy lưng nhỏ thì chúng ta đẩy thấp, còn lưng cao, lưng lõm càng nhiều nó đẩy cao lên, lưng chúng ta không còn đau nữa thì chuyển nữa. Và sức khỏe của em còn ở đây, bởi vì chúng ta sử dụng cái dòng sản phẩm nó khá là ok sử dụng cho sức khỏe chúng ta, đúng không ạ? Và với massage Nuru này thì các bác có thể sử dụng lắp đặt tất cả các dòng xe nhé. Và xe nào lắp đặt được. Và hãy đến với Phương Đông Ô Tô để có những dòng sản phẩm tốt nhất, đồng thời và kỹ thuật tốt nhất các bác nhé. Cảm ơn rất nhiều. Hãy đến Phương Đông Ô Tô.